Mình là Bùi Thị Quý, thân ái chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đi chợ thì thân mời quý vị và các bạn cùng mình tham quan một vòng khu chợ xuân mới để xem bà con sinh hoạt như thế nào nhé. Thân chúc quý vị và các bạn có một buổi sáng thật vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé. Tính bên nhà mình thôi, bên nhà nó đâu rồi mẹ Thank you.
là ôm mấy em là nó cho em hai thứ, vừa cái giảng kịch mặt chân, vừa cái chuyện